Hello các bác nhá. Vâng, lại thêm một cái tấm gỗ cẩm hồng thô mộc nữa mà bên em vừa mới bào xong này, quay lên cho các bác xem luôn này. Đấy, gỗ rất là đẹp, chất gỗ rất là đẹp các bác nhá. Quay lên cho các bác cùng chiêm ngưỡng luôn. Tấm này thì có kích thước chiều dài là 3m16 các bác ạ, và chiều rộng là 2m và có độ dày là 19cm. Tấm này thì mặt trên đã được bên em chốt vuông đét nha. Mặt trên đã được chốt vuông đét, mặt dưới thì nó sẽ hơi phe. Đấy, tấm này là một cái tấm sắt bìa đây, các bác có thể nhìn thấy tấm sắt bìa. Đấy, mặt dưới nó hơi phe. Đây, mặt trên thì các bác nhìn thấy này, rất là nhiều những cái vân chun và sụn nu rất là đẹp các bác nha. Một cái tấm gần bìa cho nên là chun và sụn cực kỳ đẹp luôn, kín mặt luôn. Đấy. Một cái tấm gỗ thô rất là đẹp, không tì vết luôn. Các bác nhìn đầu gỗ này. Đấy, đầu gỗ các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, đặc xịt luôn các bác nha. Sản phẩm này thì bên em cũng chỉ mới bào qua phần bề mặt thôi, ngoài ra còn chưa làm thêm bất kỳ một cái công đoạn nào hết. Tấm gỗ thô zin đét 100%. Đấy, một trong những cái sản phẩm rất là đẹp của bên Hoàng Tiến. Ngoài ra thì đây các bác có nhìn thấy này, cây gỗ này bên em xẻ ra tấm nào nó cũng đẹp các bác nha. Tấm nào nó cũng đẹp, nét căng luôn. Đấy, sản phẩm này thì các bác không thể chê được rồi đấy ạ. Hiện tại thì sản phẩm bên em thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thì em đang quay cho bác xem. Đấy, sau cái quá trình bào qua một lớp trên bề mặt này, quay lên luôn cho bác xem. Đấy, bác nào mà ưng nhá, bác nào mà ưng thì chốt luôn hàng từ lúc còn thô, các bác alo luôn cho em 0931392777 hoặc là 0977999000 các bác nhá. Đấy. Còn bác nào mà gần đấy thì em mời các bác thiện chí cứ đến trực tiếp tại xưởng gỗ bên em để mà xem hàng, nhìn thấy tận mắt, sờ thấy tận tay, hãy để cho khỏi lăn tăn. Còn các bác ở xa thì các bác cứ alo vào hotline cho em đọc cho các bác rồi đấy, để bên em tư vấn nhiệt tình cho bác. Còn đây, nói có sách mách có chứng, những cái gì mà bác đang nhìn thấy là quay trực tiếp để cho bác xem nhá. Là một tấm gỗ thô nguyên bản luôn, chưa qua một công đoạn sản xuất nào, bào qua phần mặt để cho bác xem vân veo bên trong, cái chất gỗ bên trong như thế này. Đấy, vân thì không có gì mà chê nhá, rất là nhiều vân sụt nu để kín mặt. Gỗ thì là chắc đét luôn, không tì vết luôn, rất là đẹp, gọi là nạc zin 100%. Đầu gỗ thì đặc xịt. Đấy, đầu gỗ đặc xịt. Sản phẩm này mà bên em hoàn thiện 100% bày vào bên trong cửa hàng và bật điện lên thì phải gọi là lung linh luôn các bác nhá. Lung linh luôn. Vâng, bác nào và các quý khách hàng nào mà ưng tấm này với kích thước chiều dài là 3m16, rộng là 2m, dày là 19cm thì alo luôn cho Hoàng Anh Tiến các bác nhá. Em cảm ơn các bác rất là nhiều.